Sốt chúng ta yêu cầu không đặc quá cũng không lỏng quá. Đậu vàng. Chào các bạn đến với kênh của Đào Thiện Minh. Hôm nay theo yêu cầu của các bạn giới thiệu về hải sâm, mình sẽ làm một món từ hải sâm của mình, làm hải sâm vú các bạn. Còn hải sâm gai thì là được sau nha. Kỳ này mình thường giới thiệu sản phẩm hải sâm vú. Chất lượng của hải sâm vú đưa đến thành phần dinh dưỡng rất là cao. Cách làm của nó là khác với hải sâm gai kia. Rồi các bạn theo mình chuẩn bị vô bếp nào. Đây là hải sâm vú do mình cung cấp. Giá thành hiện giờ đang giao là 1.200.000 một ký. Một ký gồm 3 con, có thể lên tới dao động tới 2 con. Hải sâm vú trắng nha bạn, có người còn gọi là sâm cát lợn. Rồi sau khi chúng ta cắt bao bì ra thì để đi xả nước. Bây giờ xả đá hết, xả làm đá là có thể nấu được nha bạn ơi. Để đi xả nước. Sau khi xả nước xong thì mình có một thành phẩm như vậy nha, rồi đem đi luộc. Rồi thì chúng ta chuẩn bị nguyên liệu gồm có nước dùng, gừng, bông cải xanh, hành lá. Rồi chúng ta bắt nước sôi lên. Hải sâm sau khi xả đá đã nhả hết đá thì chúng ta bắt nước lên và cho gừng. Nước sôi lên mình cho gừng vào. Sau đó cho thêm hành lá. Hành lá cắt khúc cho vào luôn. Nấu sôi lên, chúng ta nêm 2 muỗng bột ngọt. Hai muỗng đường và một muỗng muối nha bạn. Nếu mà nước nhiều quá mình cho thêm nửa muỗng muối nữa, tùy theo lượng nước mình cho. Rồi rượu, cho miếng rượu vô để khử mùi tanh của hải sâm. Đây là nước luộc hải sâm để khử mùi tanh, để cho dễ ăn. Còn không mình luộc sơ, chừng sơ qua cũng được, không cần những cái nguyên liệu này để tốn nguyên liệu. Thì cái này mình làm cho nó dễ ăn, cho đi cái mùi tanh xử lý ban đầu trước ha. Luộc cho đến nước sôi là có thể vớt ra. Nếu các bạn muốn hải sâm thấm lâu hơn thì luộc lâu hơn. Nhưng tùy theo loại hải sâm nè, có loại chịu được, có loại không chịu được nhiệt, nó sẽ nhả ra và teo đi. Rồi nước dùng, chúng ta có nước dùng thì cho dầu hào vô, 2 muỗng dầu hào. Cho thêm 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường nha bạn. Tiếp theo đó cho 1 muỗng hạt nêm thịt heo. Rồi sau đó là không thể thiếu phần giá, đánh quậy đều lên, quậy cho tan tất cả gia vị. Chúng ta chuẩn bị sẵn bột năng. Lấy bột năng ra, cho nước vô, quậy đều lên để tạo độ sánh cho sốt hồng xíu, còn gọi là sốt dầu hào. Rồi bột năng sau khi đã hòa tan, chúng ta cho lửa sôi lên. Nếu đừng để nước sôi quá nó sẽ đấm ốc trâu nha bạn. Mình đánh cái sốt này lửa yếu yếu thôi, vừa đủ nóng tầm 80 hay 70 độ là được. Là cho bột vô, cho bột vô quậy đều tay. Nhớ đừng mở lửa mạnh quá, nó sẽ đóng cục. Rồi sau khi được, chúng ta cho miếng hắc xì dầu vô. Đó, nhiễu hắc xì dầu vô. Đây là chúng ta đã xong. Thêm miếng dầu mè và miếng dầu cho tạo độ bóng cho cái sốt là các bạn có thể dọn ra dĩa rồi đó. Rất là đơn giản phải không? Đó, cho dầu vô. Dầu có 2 tác dụng, một là làm độ bóng, 2 là giữ nhiệt lại, không cho thoát hơi. Rồi chúc các bạn thành công. Vậy là xong món sốt dầu hào. Phần sau nữa là chúng ta luộc luôn bông cải để trang trí xung quanh ăn kèm. Món bông cải này chúng ta có thể dùng cải thìa, cải bậy xanh đều được nha bạn. Nhưng mà món lẹ nhất, đẹp mắt nhất là bông cải. Chúng ta dùng bông cải súp lơ để tiện cho việc làm. khỏi cần tỉa tót gì hết, cắt nha là luộc lên cho miếng muối vô, luộc chín cho xanh là được. Với các bạn muốn ngon hơn có thể xào lên ha. Xào lên này có sẽ hơi mùi chảo hơn, nhưng mình luộc là mình có ăn kèm chấm với sốt là cũng ok rồi, nó cũng thấm rồi đó nha. Chúng ta vớt ra, ráo nước cho hải sâm ra dĩa, rồi chuẩn bị trang trí để bông cải xanh xung quanh. Còn việc cuối cùng còn lại tưới sốt lên là ok thành phẩm. Rồi sau khi sốt hải sâm bông cải mình đã chuẩn bị xong thì bây giờ tưới sốt lên là có thể dùng được các bạn. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Sốt chúng ta yêu cầu không đặc quá cũng không lỏng quá. Độ vàng, độ màu đen tùy theo dùng miền các bạn pha, không phải cố định là màu như thế nào nha bạn. Tiểu yếu sốt mình đừng cho nó đặc quá, đừng lỏng quá là được. Đặc quá nó sẽ thành hồ, lỏng quá nó sẽ tuột ra, không bám đô hải sâm thì ăn sẽ không có gia vị. Rồi, chúc các bạn thành công và ngon miệng. Rồi, đây là thành phẩm của mình đã hoàn thành nãy giờ. Đại công cáo thành hải sâm sốt hồng xíu, sốt dầu hào mình có thể gọi là hồng dầu hào hoặc là hồng xíu, tùy thích nha bạn, Rồi chúc các bạn thành công. Đào Thiện Minh làm được, các bạn cũng sẽ làm được.